Chào mọi người, hay mình vào bãi hồi sáng giờ mót một ít, đi tìm sâu tre. Đấy, cây này khá là đẹp, nhưng mà có không những cây nào mà nó bị con sâu nó chích vào này ở trong đấy. Đây mình sẽ thử chặt vào trong xem là có không mọi người nhé. Người theo dõi nhé. Theo kinh nghiệm của nhiều người hay đi chặt cái sâu tre này để ăn này mọi người này. Thì mọi người bảo là gõ, dùng dao gõ. Cái giống nào mà nó nghe tiếng lạ thì sâu nó ở trong giống đấy. Mình gõ thì có hai giống này lạ, nghe tiếng giống này rất là lạ, khả năng là sẽ ở đây, khả năng là sẽ ở cái giống này. Mình dự đoán mình chưa được thử cái cách này bao giờ, cứ thử chặt giống này. Kiến nó ở đây, kiến nếu mà còn thì nó sẽ lui xuống dưới. Xuống nữa rồi, sâu tre này thì mùa lạnh bắt đầu sẽ chui xuống tận dưới, xuống tận dưới gốc luôn mọi người. Khả năng ví dụ giống này mà không có thì khả năng xuống tiếp dưới. Mình sẽ chặt ở đây để cho mọi người xem cái đường nó xuống. Đây nó xuống đó. Xuống nó khoét một cái lỗ xuống như này, là nó sẽ theo xuống dưới này, nó ở dưới. Cái này khả năng cũng tiết dưới đây. Đây rồi mọi người, tập rộng ngay cho mọi người xem. Đây nha mọi người nha. Đấy. Rộng ra tí nữa để mọi người quan sát cho nó dễ. Đây, mọi người này. Đấy, những con này ăn cực kỳ ngon luôn. Đấy. Về rang đi xong là thả lá chanh vào. Thôi rồi, ui trời nhiều quá. Đây người này, đấy ngon tuyệt đỉnh luôn con này. Chặt cây thứ hai lại được cái này mọi người. Thấy trong này nó lại có này. Đấy. Giống này nó rất là giỏi luôn nhé mọi người nhé. Khi mà gặp cái ống tre mà bên dưới có nước, nó sẽ làm một cái màng như thế này. Đây là một cái màng. Màng này chặn được nước luôn nhé mọi người nhé. Sau này ở bên trên cái màng này, nó không xuống cái ống tre có nước. Đấy, mọi người thấy nhiều chưa? Quá nhiều luôn này, nhúng nhúc luôn này. Đấy. Này, được đủ bữa rồi. Qua nhé mọi người nhé. Đấy, nó lại nằm ở đây rồi. Sâu tre. Này,
trên này này. Cây thứ tư, hiện tượng là nó ở trong này đây. Đây. Cây này có ít, không có nhiều lắm. Một tí nó ở cái đóng nào, một tí mình chặt nốt lên xem không còn. À, cây này măng nó cũng chỉ đến đây, ngắn tủn. Đây là nó là đặc sản của núi rừng này mọi người ạ. Mà này là của một đĩa. Tiếng này là sao? Khi thấy nó hơi ngả màu vàng thì bắt đầu mình có lá chanh ngoài đó mọi người nhé. Quay chưa? Mời mọi người nhá.